Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào các bạn của kênh Kỹ năng và Bếp. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng xào món bò xào củ hành. Để làm bò xào củ hành, chúng ta cần những nguyên liệu sau: thịt bò phi lê 300g, cần tàu, hành lá, hành tây, ớt sừng. Gia vị gồm đường, hạt nêm, bột năng, tiêu xay và tỏi bông, tương ớt, nước tương. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ sơ chế phần thịt bò. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần thịt bò ra. Thịt bò chúng ta sẽ cắt ngang sớ ha. Để cho thịt bò được mềm, chúng ta cắt ngang sớ. Cắt miếng vừa ăn. Rồi, sau khi chúng ta đã cắt phần thịt bò, bây giờ chúng ta sẽ ướp phần thịt bò. Đầu tiên chúng ta sẽ có hạt nêm, 1 muỗng cà phê tương đương 4g, tỏi nửa muỗng tương đương 10g, dầu ăn 1 muỗng rưỡi canh tương đương 15g, tiêu xay 1/2 muỗng cà phê tương đương 1g, bột năng nửa muỗng canh tương đương 5g, nước tương nửa muỗng canh tương đương 5g. Rồi chúng ta sẽ trộn đều, ướp trong vòng khoảng 5 phút. Sau khi ướp thịt xong, chúng ta sẽ sơ chế phần rau củ quả ha. Đầu tiên hành lá chúng ta sẽ cắt khúc vừa ăn, tầm khoảng 3 cm ha. Tiếp theo cần tàu chúng ta cũng cắt khúc. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt phần hành tây. Hành tây chúng ta sẽ cắt múi cao, cắt cái phần cùi của hành tây bỏ ra và chúng ta sẽ cắt múi cao. Rồi sau khi sơ chế nguyên liệu xong, chúng ta sẽ pha phần sốt. Đầu tiên chúng ta sẽ có hạt nêm 1 muỗng cà phê tương đương 4g, đường nửa muỗng canh tương đương 12g, nước tương chúng ta sẽ có nửa muỗng canh tương đương 6g, tương ớt chúng ta sẽ có 1 muỗng canh đầy tương đương 20g, nước lọc chúng ta sẽ có 3 muỗng canh tương đương 30g. Rồi chúng ta sẽ hòa tan ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chảo lên và chuẩn bị chúng ta sẽ xào bò. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn tương đương 20g, tỏi chúng ta sẽ có nửa muỗng canh tương đương 10g và chúng ta sẽ phi cái tỏi thơm lên. Sau khi tỏi đã thơm, chúng ta sẽ cho phần thịt bò vào. Rồi chúng ta sẽ xào thịt bò. Sau khi phần thịt bò đã săn lại, chúng ta sẽ cho tay vào. Sau khi phần hành đã hơi chín chín, chúng ta sẽ cho tiếp hành lá vào. Và chúng ta cho tiếp phần hỗn hợp sốt vào. Và tiếp chúng ta xào cho phần bò chín. Sau khi hành lá, hành tây đã chín rồi, chúng ta sẽ cho một ít cần tàu vào để cho món ăn nó thơm hơn, bắt mắt hơn. Rồi ok, bắt đầu chúng ta sẽ gà món. Bắt đầu chúng ta sẽ cắt cái phần ớt để trang trí. Đầu tiên ớt sừng chúng ta sẽ cắt lát ra. Chúng ta sẽ cần 4 lát. Rồi chúng ta sẽ cắt cái lát ớt xéo lại. Rồi sau khi chúng ta cắt lát, chúng ta sẽ xếp phần ớt vào góc dĩa. Rồi chúng ta sẽ cho 1-2 cọng ngò lên. Chúng ta sẽ cho một ít tiêu lên.
Như vậy tôi đã hướng dẫn xong kỹ năng xào ứng dụng cho món bò xào củ hành. Chúc các bạn thành công tại nhà. Chào tạm biệt các bạn. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.